Kính chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Quỳnh Tâm Cuộc Sống Quỳnh Ta. Thì hôm nay là cái ngày Noel ở ấp Tư xã An Trường nha cả nhà. Mời cả nhà theo gia đình mình cùng đi Noel nha. Vui quá cả nhà. Vui luôn ạ. Ủa dưới này có cái gì dưới này ta? Thank you.
Chiếc xe tôi bỏ đằng sau đó đẳng nha. Máy xe đẳng. Chiếc uống nước rồi. Tưởng đi vô tôi kiếm hôm nay ra vô ra vô mấy quận thử đâu rồi ta. Quá trời người ta luôn, ngạt thở rồi. Đừng kiếm rồi. Người nhìn đâu thấy ai đứng lên cao nhìn xuống luôn. Vậy đây đang được. Ngựa đông nghẹt hết trơn ha. Đi qua trước nước nè. Quá trời đông luôn. Giang ra đi lại đi. Ngựa đẹp nè. Đi bàn trước hả? Ừ. À chứ uống nước rồi chứ giờ. Bán cơ bản nha. Có gì hả? Hả? Có gì cơ bản gì hả kiếm? Đông nghẹt hết trơn. Tâm với con gạo mà. Đang nghẹt người đang đi chán không à. Quá trời luôn. Lên lên. Quá trời người á. Đi Noel cả nhà ơi. Ờ trời muốn thiểu à. Ta đông á. Ok.
đầy đủ luôn à cả nhà. Bán gì vậy?